Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay kênh của em Dân Trịnh lại về thêm một số những mẫu sản phẩm bên em Dân mới về. Một số những mẫu sản phẩm bên em Dân đã có. Quý cô bác anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Ấy, vẫn như thường lệ thì đơn trên 200k thì bên nhà em Dân sẽ bao ship cho các bác nhé. Không để các bác chờ lâu nữa, em Dân xin đi và giới thiệu một số những cái mẫu sản phẩm bên em Dân mới về luôn. Đầu tiên trong cái video ngày hôm nay thì ở bên nhà em Dân mới về cho chúng ta đó là một cái mẫu rất là đặc biệt. Đó là một cái mẫu giá kê dao này. Nó có kiêm một cái đá mài ở đây. Nó có kiêm một viên đá mài đây này. Đấy, viên đá mài thì nó cũng là nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Đấy, thế nhưng mà nó rất là tiện, các bác có thể để đây và ví dụ các bác mài này. Đấy, các bác mài dao, để em dịch xuống tí. Đấy, các bác mài dao, ví dụ mài xong thì các bác có thể để cho nó phơi khô chẳng hạn này. Đấy, rất là tiện lợi nhé, các bác có thể về các bác có thể độ chế để cho chúng ta có thể đựng được một cái viên đá mài to nhé. Đấy, đá mài to thì các bác đều có thể đựng được, hoặc là đá mài bé thì chúng ta cũng đều có thể đựng được. Đấy, một cái mẫu này thì nó rất là tiện lợi. Một cái bộ này của nó thì nó sẽ gồm có cho chúng ta đó là một cái giá và một cái viên đá mài. Đấy, thì cái giá này thì nó bằng nhựa thôi. Cái giá này bằng nhựa thôi nhưng mà nó rất là tiện. Rất là tiện nha các bác nhé. Đấy, giá thành của nó thì rất chi là phải chăng luôn các bác nhé. Giá bên nhà em đang bán là bao cho các bác luôn là giá tốt nhất thị trường luôn. Giá của nó thì để em đo kích thước và trọng lượng luôn nhé. Để em đo kích thước và trọng lượng luôn của cái bộ giá được giao như này. Đây, trọng lượng con này là 400g tổng trọng lượng. Đấy, và kích thước của con này thì tổng chiều dài của nó sẽ là 26cm các bác nhé. 26cm. Bề ngang của con này là 10cm. Và giá của nó thì bên nhà em đang bán với cái mức giá chỉ có 120k, 120.000 đồng một cái mã giá đựng dao này. Một cái mẫu giá đựng dao này các bác nhé. Giá để dao, giá để dao đây, các bác có thể để 2-3 con đều được nhé. 2-3 con đều được đây. Chúng ta để chỗ giữa này chúng ta cũng có thể tận dụng này, chúng ta cũng có thể để dao được, hoặc là các bác có thể để chiều này. Đấy, thì chủ yếu là các bác để cái này là về mua về để dao thôi. Rất là đẹp và rất là xịn sò luôn. Rất là đẹp, rất là xịn sò luôn nhé. 120.000 đồng giá bao cả giá cho các bác luôn. Đấy, trong đó thì có một cái giá đựng và một viên đá mài nhé. Một cái giá đựng và một viên đá mài. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Đó là cái mã đầu tiên. Mã thứ hai muốn giới thiệu đến các bác đó là một cái mẫu đũa Hàn Quốc. Đũa Nhật em cũng có, nhưng mà em có cả đũa của Hàn Quốc luôn. Đấy, để giới thiệu đến các bác. Đấy, bác nào có nhu cầu về phần về đũa nào thì nhà em cũng có đũa đấy luôn. Con đũa của Hàn Quốc này thì đây, Korea này. Korea, đũa Hàn Quốc, đũa 10 đôi này. Một túi này 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 10 đôi, 20 chiếc. 10 đôi, 20 chiếc nhé, đũa nhé. Đấy, đũa của Korea, của Hàn Quốc này, cực kỳ đẹp luôn. Các bác có thể nhìn thấy đây. Cực kỳ đẹp và cực kỳ ok luôn. Đầu, cái đầu đũa này của nó là cũng có chống trơn trượt thôi nhé. Cái dòng đầu đũa này của nó này. Đó, thì là nó cũng có chống trơn trượt này các bác này. Nên là nó dùng rất là ok luôn. Để em đo, xin đo kích thước cho các bác cái dòng đũa này luôn nhé. Một đôi đây, rất là đẹp. Kích thước của nó đây. Kích thước của nó, tổng chiều dài của con đũa này là 27cm các bác nhé. 27cm. Đó, hàng đẹp xịn sò luôn. Hàng đẹp và xịn sò luôn. Con này thì giá thì cực kỳ ok luôn cho các bác luôn. Giá thì bên em bao giá cho các bác là tốt luôn. Giá của nó chỉ có 25.000 đồng thôi. 25k trên 10 đôi. 25k trên 10 đôi đũa Hàn Quốc này nhỉ các bác nhé. 25.000 đồng 10 đôi đũa này. Các bác về nhé, ví dụ có cỗ bàn đám xá gì nó rất là sang. Nó rất là sang nhưng mà giá thành của nó phải chăng. Đấy, nhà bác nào mà ví dụ là trưởng hộ, trưởng chi, trưởng họ hay là nhà anh cả hay có cỗ bàn. Đấy, thực ra là em cũng là anh cả đấy, nên là cũng mua cái này về đấy, cũng phải có đấy. Đấy, ví dụ giờ các em các em các cháu nó đến chơi thì nghe mình lại không có bát đũa các thứ tươm tất. Đấy, mà nhìn nó mua những cái đũa chia kia thì nhìn nó mất thẩm mỹ. Đấy, thì mẫu này thì rất là đẹp mà xịn sò luôn các nhé. 25.000 đồng hàng mới luôn, hàng mới luôn nhé. 25.000 đồng một bộ, một hộp này. 25.000 đồng một hộp đũa này nhé. Đó, thì một cái video của nhà em Dân thì lên cũng rất là nhiều sản phẩm nhé. Nếu mà các bác gặp những sản phẩm nào nó chưa ưng ý thì mong các bác có thể lướt qua để sang những cái sản phẩm khác của bên em. Một cái sản phẩm tiếp theo, một cái mẫu dòng dao, dao gọi là dao bầu đi, gọi là dao bầu.
Con này thì rất là chắc tay này, cán liền thân nhé các bác nhé. Bác nào làm nghề, thịt lợn mổ gà thì rất là ok luôn. Rất là ok luôn này. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Đó, da bầu này. Con này thì em sẽ tí nữa em sẽ báo giá theo cặp. Giá theo cặp của nó thì nó sẽ ok hơn. Nó sẽ ưu đãi hơn, còn là giá theo một con này thì nó sẽ khác nhé. Đấy thì cái mức giá của nó, của con này thì kích thước của nó nhé, em xin đo kích thước và trọng lượng trước. Trọng lượng con này thì nó sẽ rơi vào cửa là 270g. 270g. Cán liền thân, có lỗ đằng ở cổ quay này để các bác treo dọn sạch sẽ này. Tổng chiều dài con này là 35cm. 35cm nhé. Từ phần lưỡi đến phần cán của con này là 21cm các bác nhé. Từ phần lưỡi đến phần cán là 21cm này. Đấy. Và cái con này thì nó sẽ rơi vào cửa 5,6cm. 5,6cm. Cực kỳ sắc bén luôn các bác ạ. Cực kỳ sắc bén luôn nhé. Đây. Lại giấy học sinh thôi. Giấy học sinh thôi. Đây các bác có nhìn thấy này. Đấy. Đấy da bầu nhé. Con này da bầu. Da bầu thường thường da bầu thì nó sắc rồi. Đấy. Rất là sắc bén luôn. Rất là sắc bén luôn các bác nhé. Đấy. Đấy. Thương hiệu của con này là thương hiệu của Akatsuki. Đấy. Hàng của Made in Japan này. Hàng Hà Nội để Nhật. Cực kỳ xịn xò luôn. Đấy. Nhưng mà có một cái điều lưu ý, cực kỳ lưu ý nhé. Nếu mà nhà các bác ở nào có trẻ bé thì các bác tránh thầm tay ra, tại vì làm sao, nó rất là sắc. Đấy, thực sự tâm sự thật đấy, nó rất là sắc. Nên là chúng ta sẽ để trên bếp thì chúng ta sẽ để rất hết sức cẩn thận. Đấy. Con này thì sống dao của nó nhé. Sống dao, độ dày của sống dao của nó thì cũng khá là ấy thôi. 2 ly nhé. 2 ly. Đó. Dao bầu này. Con này thì bên thì em đang bán, quyền tí quyền không báo giá. Bên thì em đang bán với cái mức giá của nó. Đây, để em ghi ra cái tờ bìa này nhé. Đấy, đây. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã mã dao X1. Mã dao X1 nhé. Con này bên em đang bán với giá là 150.000 đồng. 150.000 đồng thôi nhé. Đấy. Tiếp theo là một cái con bạn của nó. Bạn của nó nhé. Con này là bạn của nó này. Con kia là dao bầu. Con này thì là dao mũi bằng này. Để các bác ở nhà mà bác nào mà có thịt bò, hay thịt bò thỉnh thoảng, hay đánh đụng thịt bò, thịt lợn, hay chúng ta cần phải thái đi đám này. Đấy. Thì cái dòng này thì tuyệt vời luôn này. Đấy. Các bác thái thì rất là ngọt luôn. Đấy. Đấy các bác có thể nhìn thấy em thái rất là nhẹ nhàng thôi mà rất là sắc. Em thái rất là nhẹ nhàng mà rất là sắc nhé. Cái nước của nó rất là ngọt. Con này cũng là thương hiệu của Akatsuki nhé. Con này với con kia là nó là một cặp. Gọi là trời sinh một cặp đấy các bác nhé. Đấy. Akatsuki này, hàng của nội địa Nhật Made in Japan. Con này thì kích thước của nó đây. Kích thước của nó đây. 31,3 cm. Từ phần lưỡi phần cán của nó là 18. Bán dao của con này thì nó sẽ rơi vào cửa 5,3 cm. 5,3 cm nhé. Đấy. Và trọng lượng của nó là con này thì là 250g. 250g tức là 2 lạng rưỡi. Cực kỳ sắc bén luôn. Con này mà các bác nào mà làm nghề mà hoặc thái thịt bò các thứ thì rất là tiện lợi này. Đấy. Làm đám này, làm nhà hàng này, làm bếp này. Đấy. Con này các bác nào làm bếp thì tuyệt vời luôn này. Đấy. Kể cả là có vò nát, vò nhàu giấy rồi nhé. Đây là vò nhàu tờ giấy rồi nhé. Cho nó dễ, cho như này cho nó xanh chín quá này. Đấy. Đấy, nó vẫn thái bình thường. Là vẫn sắc bình thường nhé. Đấy. Đấy, vẫn sắc bình thường. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá cũng chỉ có 150.000 đồng thôi. Các bác lên cho em mã này là mã X2. X2 nhé. Cũng 150k. Đặc biệt nhé. Đặc biệt khi, đây là hai con này chưa bao ship. Đặc biệt khi hai các bác mua một cặp như này. Một cặp này nó sẽ là 300.000 đồng. Nhưng không. Đấy. Bên nhà em bán với giá chỉ có 280k. Cặp. Cặp hai con này. Các bác lên cho em là X1 hoặc và X2 thì giá của nó chỉ có 280k. Nhà em bao luôn ship cho các bác luôn. 280.000 đồng bao luôn ship cho các bác luôn. Đấy, tức là mỗi con này rẻ hơn được 10.000 mà lại còn được bao ship, tức là rẻ hơn được 20.000 một con. Đó, nên là các bác yên tâm. Hàng này thì bao cho các bác luôn là giá thành thì rất là ok luôn. Rất là ok luôn nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã thái cặp dao bầu này. Một cái mã dao tiếp theo.
một con dao thái bản lớn này. Rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn. Con này thì trọng lượng của nó nhé, hơn 300g một chút, 350g. Nó rơi vào 350g. Độ sắc bén thì đây, giấy tờ giấy đã vò nát, đã vò nhàu rồi nhé. Đấy, vò nhàu. Này này các bác nhìn này. Để em cố tình ấy mỏng này. Đấy, mỏng hay dày đều rất là dễ, rất là sắc. Đây là vò nhàu giấy rồi. Đấy. Chứ còn không phải là bảo là giấy mới hay là giấy ấy đâu, mà giấy, đây là giấy học sinh, giấy viết rồi nhé, mà nó vẫn còn lìa rất là sắc này. Đấy, nên là các bác có thể thái thịt bò các thứ thì thoải mái luôn. Đấy, các bác có thể thái thịt bò các thứ thoải mái luôn. Giá thì bao cho các bác giá tốt. Kích thước của con này thì nó sẽ rơi vào cỡ 30,3 cm. Đấy, từ phần lưỡi đến phần cán bán dao của nó sẽ rơi vào cỡ 17,5. Bán dao con này cũng là bán hơi lớn một chút. Bán hơi lớn một chút nhé. Con này nó sẽ rơi vào cỡ 6,6 cm. Thương hiệu của nó cũng là thương hiệu của Akatsuki, nhưng mà mẫu này là mẫu khác. Mẫu này là mẫu khác nhé. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó là chỉ có 165.000 đồng. 165.000 đồng. Thương hiệu Akatsuki này, hàng của Made in Japan nhé, hàng nội địa Nhật này. Hàng này thì bao cho các bác luôn. Dao này các bác về nhé, em bao cho các bác thái thử luôn nhé. Các bác shipper nhận nhé. Các bác cứ bảo là mang miếng thịt mỡ ra, miếng thịt mỡ nhé các bác nhé, chứ đừng thịt nạc. Thịt nạc thì nó lại dễ thái quá. Các bác cứ mang thịt mỡ ra cho em và các bác thái là các bác biết ngay. Đó, sắc cực kỳ luôn. Các bác lên cho em mã này là mã X3. Thái X3 này. Con này bên em đang bán với giá là 165k. 165.000 đồng. Đấy, các bác cứ tham khảo mọi chỗ, giá nhà em lúc nào cũng bao cho các bác là giá tốt luôn. Riêng dao đấy, giá tốt luôn. Còn một số những cái sản phẩm ví dụ như là một số các bác bảo là giá cao, em điều chỉnh giá ngay. Nên là các bác yên tâm, giá như em các bác bảo cao cái em tìm hiểu các đối thủ là em sẽ hạ giá để bằng các đối thủ luôn, không để cho giá như em cao hơn đâu. Nên là các bác yên tâm, hàng đẹp luôn nhé, hàng đẹp luôn. Dao thái này, các bác lên cho em mã này, mã thái X3 165.000 đồng. Thái X3 165.000 đồng nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một con dao thái nữa. Đây, một con dao thái nữa. Con dao thái này thì các bác thái rau có thứ thì tuyệt vời luôn này. Con này là cán liền thân nhé. Con này là cán liền thân, cũng cán liền thân này. Con này thì lại thương hiệu của nó là thương hiệu của Willing của Đức. Con này thương hiệu của nó là thương hiệu Willing của Đức. Hàng của Đức trông thế thôi nhưng mà nó vẫn rất là sắc. Đức thì chất thép của nó sẽ cứng hơn. Đấy, Đức thì chất thép của nó sẽ cứng hơn nhé. Đấy. Đấy, đây, các bác thấy giấy vò nát nhé. Còn bác nào mà bổ là vò cần video em vò nát hơn nữa, em cũng sẽ làm cho các bác luôn. Đấy, em sẽ làm cho các bác luôn. Đấy, các bác cứ để lại bình luận nhé. Các bác có gì các bác cứ để lại bình luận bổ là mày vò nát giấy cho anh một tí nữa, em sẽ vò nát giấy một tí nữa cho các bác luôn. Đấy, nên là các bác yên tâm. Đấy, rất là sắc bén này. Rất là sắc bén nhé. Đây, đây là người thật việc thật luôn, chứ không phải là bổ là gì đâu. Giấy là giấy vò nát luôn. Đấy, cần thích vò nát tí nữa vẫn thoải mái. Tại vì làm sao, dao sắc thì em có thể đảm bảo cho các bác được tất cả luôn. Đấy, nên là các bác yên tâm. Các bác yên tâm. Đây, vò nát hơn tí nữa. Vò nát quá rồi nhé, đúng không? Đấy, đấy. Vẫn rất là sắc bén. Vẫn rất là sắc bén nhé. Đấy, còn gặp những chỗ này thì nó quá nát rồi thì mình phải chịu. Tại vì nó không thể lưu qua được đến chỗ đấy, nó quá nát rồi. Đấy, còn là bao cho các bác luôn là giấy là sắc bén luôn. Bao cho các bác luôn là sắc bén luôn. Đấy, đẹp. Các bác nhìn này, rất là nét luôn này. Đấy, các bác thấy rất là nét luôn. Đó, con dao thái này thì kích trọng lượng của nó nhé các bác nhé. Trọng lượng của con này thì nó sẽ rơi vào 200g, hơn 200g một chút. Kích thước của con này thì là nó sẽ rơi vào tổng chiều dài của nó là 34 cm, 34,5 cm. Từ phần lưỡi đến phần cán của nó là 11,5. Bán dao của nó là 5 cm. Đó, dao thái của Đức. Dao thái của Đức này. Các bác lên cho em mã này là mã X4. Thái X4 này. 150.000 đồng. 150k. Con này thì các bác thái rau, thái dợ, thái thịt cũng vẫn thoải mái luôn. Đấy, thái thoải mái luôn nhé. Đấy, và đặc biệt là nó để trên cái giá dao này vẫn thoải mái này. Đó, rất là ok luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái dòng thái nữa. Dòng này là dòng dao thái 3 lớp. Dao thái DA3 3 lớp.
Con này nhé, thực ra là nếu ví dụ là chúng ta sọc dọc thịt lợn ý, xẻ thịt lợn ý, mà chúng ta gặp xương to chứ các bác cứ cầm những cái xương sụn ý, các bác cầm các bác xả thoải mái cho em không sợ bị cong lưỡi. Đấy, còn những cái dòng dao thái kia thì không được. Dòng dao thái kia thì chúng ta phải khéo léo, nhưng mà riêng con này thì thoải mái luôn. Đấy. Riêng con này thì thoải mái luôn nhé. Đây. Hàng của nội địa Nhật này. Hàng của nội địa Nhật này. Con này dòng này là ký hiệu của Thái ba dao ba lớp. Ký hiệu của nó này là ký hiệu của dao thái ba lớp nhé. Một mặt thôi. Dòng dao thái ba lớp lúc nào cũng thế, nó chỉ có một mặt thôi. Đấy, còn một mặt này là mặt phẳng để chúng ta tay này. Đấy, và để chúng ta chặt. Đấy, nó sẽ cường tăng cường thêm cái chất thép cho chúng ta. Đấy, dòng dao thái ba lớp. Tổng chiều dài con này là 31 cm. Từ phần lưỡi phần cán của nó là 16,5. Bán dao chỗ nó to nhất của nó là 5 cm. Tổng trọng lượng con này là 300 g. Tổng trọng lượng con này là 300 g nhé. Đấy. Hàng cực kỳ đẹp và cực kỳ nét luôn này các bác này. Cực kỳ đẹp và cực kỳ nét luôn. Đấy. Rất là chất luôn. Rất là chất luôn. Con này thì giá nó hơi cao một tí, tại vì nó là dòng thép 3 lớp, nó là thép khác, thép kia. Đấy. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã 3 lớp. 3 lớp. Đấy, con này thì bên em đang bán với mức giá đó là 280k. 280.000 đồng và bao ship cho các bác luôn. Riêng con này 280.000 đồng và bao ship cho các bác luôn nhé. Đó, hàng đẹp luôn. Thái 3 lớp. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên thì em xin giới thiệu cho các bác. Một con dao lọc. Con dao này thì chỉ có chủ yếu là các bác đi rừng thôi. Hàng này thì các bác yên tâm một điều đó là nó cũng rất là sắc bén. Đấy. Đây, để em lấy tờ giấy khác. Tờ giấy hết rồi. Đây. Con này thì các bác thái rau thì quá tuyệt vời luôn này. Đây. Đấy, các bác có thể nhìn thấy sắc, độ sắc bén của nó này. Con này thì là mã của nó là M30. M30. Đấy. Cực đẹp luôn. Bao của nó là bao da nhé. Bao của nó là bao da. Đấy. Rất là sắc bén luôn. Đấy. Đây để em lấy cái tờ giấy này, em ghi, em đọc cái tờ giấy ra để em ghi giá này. Các bác nhìn thấy chưa? Ngọt xỉu luôn. Không cần thận đứt tay luôn. Đấy, ngọt dẻo luôn, không cần đứt tay luôn. Đấy. Con này thì giá của nó thì mềm luôn. Giá của nó thì mềm luôn. Các bác lên cho em mã là mã X4 cho nó đồng loại đi. Ôi nhỉ. X4 nhé. Thái của nó là các bác lên cho em mã này mã X4. X4. Con này bên em đang bán với giá là 130k. 130.000 đồng. Các bác lên cho em mã này mã dao X4. Dao X4, con này thì nhỏ thôi. Kích thước của nó thì nhỏ gọn thôi. Như cái đại loại như kiểu dao gọt hoa quả ấy mà. 23,5. Từ phần lưỡi đến phần cán của nó là 13,8. Bán dao con này thì là 1,3 cm. À đâu, 1,7 cm, chị em xin lỗi. 1,7 cm. 130.000 đồng. Các bác lên cho em mã này mã X4. X4 nhé, đây để em đút vào đây luôn cho đỡ nhầm lẫn. Mã X4 130.000 đồng. 130.000 đồng một cái mã dao này. Bao là bao da nhé. Bao là bao da luôn. Tiếp theo, một con dao chặt. Một con dao chặt này. Con này cũng là thằng, dòng này cũng là dòng thương hiệu của Akatsuki này. Hàng của nội địa Nhật này. Akatsuki hàng của nội địa Nhật này. Made in Japan này. Dòng này thì cực kỳ. Này. Dòng này cũng cực kỳ sắc luôn nhé các bác nhé. Trông thế thôi nhé. Nhưng mà các bác nhìn đây này. Đây này. Đấy, nó có thể vừa chặt nhưng mà lại vừa cả thái được. Đấy, nó có thể vừa chặt nhưng mà vừa cả thái được. Đấy. Đây. Đây. Đấy. Đây. Đấy. Hàng cực kỳ đẹp luôn này. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Con này thì tổng trọng lượng của nó nhé, nó rơi vào hơn 400g, 420g. Các bác có thể nhìn thấy thì cực đẹp luôn này. Cực đẹp luôn các bác nhé. Dòng dao thái này thì siêu phẩm. À dao chặt.
chặt thái bản lớn này. Con này thì các bác chỉ gặt chặt gà vịt thôi. Đấy, chặt gà vịt trong gia đình thôi. Đấy. Kích thước của nó này. Tổng chiều dài con này thì nó sẽ rơi vào 32,5 cm. Đấy, mặt bán dao này của nó thì nó sẽ rơi vào 20,5. Và bán dao của nó là sẽ rơi vào 9,5 cm. Hàng này các bác có thể nhìn thấy này. Cực kỳ sắc bén rồi. Cực kỳ sắc bén rồi. Con này thì các bác lên cho em mã này, thôi lên mã X luôn đi. Đằng nào cũng đáng X rồi, nãy là X bao nhiêu đây? Đây là X4, các bác lên cho em mã này là mã X5. X5. À, 180k. 180.000 đồng. Mã dao thái chặt X5. Thái chặt X5 nhé. Hàng cực đẹp luôn, siêu phẩm luôn các nhé. Đấy. Hàng đẹp và nét luôn nhé. Con này chất liệu bằng thép không gỉ. Những dòng này chất liệu bằng thép không gỉ. Nên là các bác yên tâm. Dùng nét đỉnh luôn. Hàng này dùng đỉnh luôn nhé. X5 này. Mã X5. 180.000 đồng. 180.000 đồng. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái dòng dao thái của thương hiệu Grombo. Grombo này. Đấy. Con này thì... cán của nó là cán liền thân này. Và cán của nó tay chống trơn trượt này. Đây. Giá cũ em đã bán 200 nhưng mà sẽ bao giảm giá cho các bác luôn. Đây. Cái dòng này thì độ sắc thì các bác yên tâm rồi. Này. Không cẩn thận cho tay vào đấy đứt tay luôn. Đấy, không cẩn thận đứt tay luôn. Không cần thận đứt tay luôn. Đây. Dao thái Grombo. Dao thái Grombo nhé. Rất sắc này. Các bác có thể nhìn thấy những đường nét của nó này. Là các bác biết rồi. Những đường này là các bác biết rồi. Cực kỳ sắc bén luôn. Cực kỳ sắc bén luôn. Này. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Grombo. Grombo. Đấy. Japan. Mã của nó là G5. Bên em đang bán với giá là 200k đúng không ạ? Hôm nay em giảm giá cho các bác luôn nhé. 200k giảm giá cho các bác xuống còn 175k. Các bác lên cho em mã này là mã dao G5. 175k. 175.000 đồng một con dao thái Grombo này. Một con dao thái Grombo này. Hàng mới nhé. Hàng mới khi các bác nhận hàng nhé. Là hàng còn nguyên hộp nhé cho em. Hàng còn nguyên hộp nhé. Đấy. Nó hàng còn nguyên hộp. Đấy. Nên là các bác yên tâm, hàng cực kỳ đẹp và cực kỳ nét luôn. Cực kỳ đẹp và cực kỳ nét luôn, dao thái Grombo G5 175.000 đồng. Đây để em gạch cái dạng mã anh đi không ạ. Nhân viên thì em nhiều khi nó ra nó chốt đơn cho các bác ấy, là nó nhìn thấy à đây là G5 200k nhưng không phải, gạch đi đã. Gạch đi, xóa đi. 150.000 đồng. À 175.000 em xin lỗi. 175.000 đồng. Dao thái G5 175k. Giá rẻ bất ngờ luôn các bác nhé. Giá bên thì em lúc nào cũng thế, bao cho các bác luôn là giá tốt nhất thị trường luôn. Giá tốt nhất thị trường luôn, 175.000 đồng con dao thái Grombo này. Kích thước của nó này. Kích thước của nó này 30 cm. Từ phần lưỡi đến phần cán của nó là 17,5 cm. Bán dao của con này là 5 cm các bác nhé. Bán dao con này là 5 cm. Đó, hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn. Thương hiệu Grombo nhé. Cán của nó là đều là chống trơn trượt. Đấy, các bác cầm các bác thái cực kỳ ok luôn. Trọng lượng của nó nhé, 200g. Trọng lượng của nó lên đến 200g cho các bác luôn. Đẹp xịn sò luôn. Bao cho các bác đẹp xịn sò luôn. Dao thái Grombo. Đấy, con này là mũi bằng nhé. Dòng này là dòng mũi bằng. Còn bác nào mà ưng cái mũi nhọn để các bác về các bác lọc thì nhà em cũng có luôn. Nhưng mà loại khác. Thương hiệu của nó là thương hiệu Sato. Thương hiệu của nó là thương hiệu Sato nhé. Dòng này thì cái chất thép, những cái dòng dao này thì các bác yên tâm một điều đó là cực kỳ sắc bén luôn này. Các bác về các bác cứ test thử cho em nhé. Các bác có thể test thử với thịt trực tiếp luôn. Hoặc các bác có thể mang giấy ra các bác test thử luôn cho em được này. Đấy, dao của nó thì cực kỳ sắc luôn. Dao của nó thì cực kỳ sắc luôn. Kích thước của nó này. Tổng chiều dài của nó là 31,5 cm.
Từ phần lưỡi phần cán là 19,5. Bán dao của nó là 4,3 cm. Cũng 200.000 đồng. Giảm giá cho bác xuống còn 175k luôn. Các bác lên cho em mã này, mã Thái Sato. Mũi nhọn. Đây trọng lượng của nó đây, 200g. Sato. Sato nhọn. 175k. Còn cái này thì gạch luôn. 175.000 đồng. Sato nhọn. Các bác lên cho em mã này, mã Sato nhọn nhé. Hàng này cũng còn nguyên hộp luôn này. Hàng này cũng còn nguyên hộp luôn cho chúng ta luôn nhé. Đẹp luôn, trước khi gửi cho các bác thì là hàng đảm bảo cho các bác luôn. Hàng đảm bảo đến tay các bác, đẹp, xịn sò, ngon, bổ rẻ luôn. Đấy, đẹp, xịn sò, ngon, bổ rẻ luôn. Nên các bác yên tâm. Đấy, nên là các bác yên tâm, hàng đảm bảo cho các bác. Chất lượng là chất lượng. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Con này là cũng là 3 lớp này. Con này chất thép cũng là 3 lớp. Dòng 3 lớp thì các bác thông cảm nhé, lúc nào dòng 3 lớp giá của nó vẫn cao hơn là những dòng dao kia một chút. Nhưng mà các bác yên tâm là cái độ sắc của nó này. Số lượng con này thì còn có hạn thôi. Những cái dòng này số lượng có hạn thôi. Rất là sắc này. Con này các bác nào về mà đánh thích, có sở thích cắt tiết canh hay là lọc các thứ này. Rất là nhỏ gọn và nhẹ thôi. Trọng lượng của nó có 170g. 170g. Kích thước của nó nhé, 23,7 cm, 23,8 cm. Đấy, mặt bản dao của nó đây là 12,5 4 cm. Hàng đẹp luôn nhé. Thép 3 lớp. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã, để em ghi vào đây luôn cho nó đỡ bỏ tủ bóng này, rách luôn tủ bóng luôn, cực kỳ sắc bén luôn. Các bác lên cho em mã này là mã, ở đây có ghi mã rồi mình, có con ghi mã này. Các bác lên cho em mã này, mã D1, 200.000 đồng. Đấy, 200.000 đồng và nhà em bao ship cho các bác luôn. Mã dao D1 200k và nhà em bao ship luôn cho các bác luôn. Bao ship, bao giá rẻ luôn. Hàng chuẩn chỉ, xịn sò, đẹp, nét. Đấy, 3 lớp. 3 lớp. 200.000 đồng bao ship. 200.000 đồng và nhà em bao ship. Đó. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Bác nào mà muốn chém sắt như chém bùn thì đây. 800g 8 lạng. Dao chặt. À đây quên đấy, phải gạch cái này đi đã, không lại cứ 330.000 đồng là giã là chết giỏ. Giảm giá rồi. Giảm giá rồi nhé. Đấy. Đẹp xịn xỏ luôn, 8 lạng. 270.000 đồng bao ship. Con này là chặt mẫu nhé. Đây là con chặt mẫu này. Con này là chặt mẫu, là em đã test với sắt rồi thì cái này các bác về các bác phải mài qua một tí này, tại vì làm sao nó không việc gì đâu, nhưng mà nó sẽ kiểu là mình chặt với sắt thì nó sẽ gợn gợn lên một tí. Các bác lên cho em mã này là con chặt mẫu. Đấy, em đã chặt thử với sắt rồi. Đấy là thanh lý cho các bác với giá là 270.000 đồng. Các bác về thực sự các bác luôn chỉ cần mài qua đi một tí thôi. Chỉ cần các bác mài qua đi tí thôi. Mài khô được. Mài qua đi một tí thôi. Các bác lên cho em mã này, mã chặt mẫu nhé. Đấy, chặt mẫu 270.000 đồng. 270.000 đồng, gần như lưỡi nó cũng chả có cái gì đâu. Chưa có cái gì cả. Đấy. Về các bác chặt thoải mái luôn. 270.000 đồng. Các bác lên cho em mã chặt mẫu. Đây ghi không cần không rõ đi. Tí nữa giới thiệu nhầm cho các bác còn một con. Chặt mẫu. Chặt mẫu 8 lạng. 270.000 đồng bao ship. 270.000 đồng bao ship. Một cái mã sản phẩm con dao Thái cũng là của Akatsuki từ lâu lắm đấy. Cái dòng này cổ đấy. Thanh lý cho các bác. Thanh lý cho các bác luôn. Kích thước của nó là 30,5. Từ phần lưỡi phần cán của nó là 18. Bán dao của nó là 5,3. Thanh lý cho bác với cái mức giá
140k. Dao thanh lý. Dao thanh lý nhá. Dao thanh lý 140 ngàn đồng. Một con duy nhất. Một con duy nhất thôi cho nhá, các bác nhá. Hàng đẹp xịn sò luôn. Đấy, thanh lý cho các bác một con duy nhất. 140 ngàn đồng. 140 ngàn đồng. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, dao chặt dao trái thái chán rồi. Thì chúng ta bây giờ tới kéo cắt gà. Kéo cắt gà này. Hàng đẹp luôn nhé, hàng của Nhật. Cắt gà vịt cực sắc bén luôn. Chất thép của nó là chất thép SK5. Hàng của Japan. Con này thì có cả đánh cả về cá này. Đánh về cá này. Ăn hải sản này. Ăn hải sản này. Đó. Kéo cắt gà vịt. Cái mã kéo cắt gà vịt này thì bên nhà em đang bán với mức giá chỉ có 140 ngàn đồng. 140k. 140 ngàn đồng một cái kéo cắt gà vịt. Kéo cắt gà vịt của Nhật. Hàng đẹp hàng nét luôn nhé. Hàng đẹp hàng nét luôn. 140 ngàn đồng. 140 ngàn đồng một cái kéo cắt gà. Đó. Và cứ đơn trên 200k thì nhà em bao ship cho bác nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Nó cũng là kéo cắt gà. Nhưng mà cắt gà bì á. Con này cắt gà bì á thôi. Con này dòng kéo này cắt thực phẩm là chính này. Nhưng mà gà vẫn cắt được. Nhưng mà gà bì á. Con gà khoảng 2-3 cân thì thoải mái. Con này cũng có đánh về cá nhé. Nhưng mà đánh về cá này thì chỉ ít thôi. Bì á. Cầm nó cũng khó cầm. Cầm nó cũng khó cầm để đánh. Nét luôn. Chất thép của nó con này là chất thép SK5. Chất thép SK5 này các bác biết rồi, cực kỳ chất lượng luôn. Cực kỳ chất lượng luôn nhé. Con này thì các bác lên cho em mã này, mã kéo cán bạc. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 90k. 90 ngàn đồng một cái, kéo cán bạc. Kéo cán bạc 90k. Hàng đẹp xịn sò luôn. Hàng đẹp và xịn sò, 90 ngàn đồng, kéo cán bạc. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, dao kéo chán rồi thì chúng ta phải có cái đá mài để chúng ta mài các bác. Con này mài của Katashiwa. Dòng mài này của mài của Katashiwa. Độ nhám của nó là 3000-8000. Độ nhám của nó là 3000-8000, hàng của nội địa Nhật này. Cực kỳ ok luôn. Cực kỳ ok luôn. Con này bên thì em đang có kích thước nhé. Để em đo kích thước cho các bác trước, đã báo giá sau. 18cm. Bề ngang là 6. Hai con như nhau. Con này thì là 80.000 đồng. 80k nhé. Đá mài. 3x8 này. Các bác lên là đá mài 3x8 là ai biết. Đỡ phải bổ 3.000 nhân ấy. Viết nhiều số 0. Mất thời gian của các bác. Đá mài 3.000-8.000. Là các bác lên cho em mã là 3, đá mài 3x8. Còn đây. Nhà em có một cái loại đá mài nữa. Tất cả hai con nhé. Hai con thì nó đều có cái lót cao su này. Các bác lật mặt nào các bác đặt vừa. Các bác lật mặt nào các bác đặt vừa. Đó. Con này thì thương hiệu của nó cũng là Katashiwa. Katashiwa. Kích thước cũng thế nhé. Con này thì độ nhám của nó là 5000-10000. Các bác lên cho em đá mài 5x10. Đá mài. Con này thì giá nó nhỉnh hơn một chút. Con này bên em bán với giá là 90k. 90 ngàn đồng đá mài 5x10 này. Đá mài 5x10 bên em đang bán với giá là 90 ngàn đồng. 90k. Đấy, à quên, độ dày nhé. Độ dày. Độ dày của nó là 2,7cm. Đấy. Đấy. Con đẹp hơn. 2,7cm tất. Đấy, thế này, 2,6. Con này mỏng hơn tí. Đá mài nhé, coi nhé. Đá mài. Đấy. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Đũa Nhật chán, à đũa
nãy là các bác đầu tiên là em giới thiệu cho các bác là đũa Hàn Quốc, bây giờ em giới thiệu cho các bác là đũa Nhật. Hai loại đũa Nhật thì em có hai loại, bao cho các bác là hàng chính hãng cao cấp luôn. Cán của nó chống trơn trượt nhé, thương hiệu của nó là Shigisai nhé. Giá của nó sẽ cao hơn giá đũa Hàn Quốc nhé, đũa Nhật cao hơn đũa Hàn Quốc. Hàng đẹp luôn này, này. Shigisai. Con này thì bên em đang bán với cái mức giá của nó 80k, 80k một bịch, 80k một bịch 10 đôi, 80.000 đồng một bịch 10 đôi. Hàng xịn sò luôn nhé, bịch 10 đôi, hàng xịn sò luôn. Đây, còn đây là một cái đũa, một hộp đũa, đũa 5 đôi này. Con này thì VIP hơn, con này thì VIP hơn nhé. Đây, con này thì nó thuộc dòng phân khúc cao cấp rồi, phân khúc VIP rồi. Đấy, đang mưa một tí, bác không cảm nhận, đang quay video thì lại mưa. Trên đầu của nó khảm hợp kim này. Đấy, rất là đẹp luôn. Có logo tên thương hiệu Shigisai luôn này. Đầu đũa chống trơn trượt, kiểu dáng đẹp, thanh lịch luôn. Đấy, con này thì dòng phân khúc hàng cao cấp nhé. Nó là dục thuộc phân khúc hàng cao cấp. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó, đó là 90.000 đồng một hộp 5 đôi. 90.000 đồng một hộp 5 đôi nhé. Nó sẽ cao hơn con kia đấy các bạn. Nó sẽ cao hơn kia đấy, mà không phải là cao ít hơn đâu. Tính ra mà quy theo đũa là nó là cũng hơi nhiều đấy. Nhưng mà hàng nào tiền nào vải đấy các bác nhé. 90k trên hộp, hộp 5. Đó, thôi mưa to quá thì nó hơi ồn. Thế nên em dân xin phép được dừng video tại đây. Đấy, quý các bác anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút đăng ký kênh các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác.